Bình Thiếu Quân ơi, còn mưa không anh? Lắc rắc thôi. Em lạnh quá à. Để anh đốt lửa cho em sưởi rồi anh đi nha. Đốt lửa trong nhà người ta, người ta không rầy sao? Rầy cái gì, người ta bỏ rồi mà. Sao người ta cất nhà, người ta không ở, người ta bỏ đi vậy anh? Chắc tại ở đây làm ăn không khá, cho nên người ta phải đi nơi khác tìm kế sinh nhai. Đi chỗ khác người ta giàu không? Giàu chứ. Sao anh biết? Anh có gặp người ta không? Trời ơi, sao em hỏi cù nháy cù nhứa hoài vậy? Nè, anh đã nhen bếp lửa hồng rồi nè. Em xích lại gần đây mà sưởi ấm đôi tay đi. Dạ. Sao anh lại thở dài? Nhìn mà thương làm sao mười ngón tay. Như ngà trao ngọc chuốt vẫn hồng tươi dầu da buốt. Ôi gió nào là dây vũ dây văn, ôi mưa bay là dòng sắt dòng cầm. Hai tay anh dường cô dễ rung, anh có xúc động chuyện gì không? Anh quý em hơn lụa the vàng ngọc, đừng ai đổi canh hầu tương khăn. Phải anh đang mơ mộng hảo quyền để lửa bừng làm rát cả tay em. Ê, trời ơi, bởi nhìn em anh quên bếp lửa hồng. Em đuôi mù anh kêu tức làm chi? Đâu có, đâu có. Anh nói thật chứ trêu tức em chi. Thôi, em ngồi đây đừng đi đâu à, nghe không? Anh đi về không có em mà anh dám khóc lắm à. Anh là con trai mà khóc cái gì? Nhưng mà, anh ơi, anh bỏ em một mình sao? Lý trang chủ khó lắm. Cha dặn chỉ một mình anh tìm gặp Lý phu nhân mà thôi. Khó gì? Em nghe ai cũng nói Lý trang chủ và phu nhân đều là người hiền đức mà. Anh thì anh cũng nghe vậy, nhưng lời cha dặn anh đâu có dám cãi. Em dám cãi cha không? Không. Không thì ở đây anh đi. Còn mưa không anh? Chỉ mưa bụi mà thôi. Anh đi coi chừng bị cảm mà nghe. Anh Thiếu Quân ơi, anh Thiếu Quân à. Ê, tại sao lại quơ đụng vô mặt ta? Ai đây, ông ơi? Bà. Tôi mù. Đây nè, ông coi đôi mắt tôi nè, mắt tôi mù mà. Xin lỗi cô em đừng khóc nữa. Ông là chủ nhà này hả? Không, tôi là một thằng bá vơ, vất vả say sưa. Nhưng tại sao ông ngủ ở nhà này? Tôi đã nói tôi là một thằng bá vơ vất vả say sưa. Ông ở huyện này hay từ xa lại? Cứ 3 tháng một lần, từ dòng Tiêu Tương qua tận Linh Sơn tôi tới Hoàng Thạch Cương. Đường xa muôn dặm nhiều thủy khẩu, Cường Sơn ông lui tới làm chi? Bởi vì tôi sống nghề báo tiêu, đâu quản gì sông rộng núi cao. Mỗi khi dừng lại chân đồi đầy kỷ niệm, tôi bỗng muốn say sưa thả hồn bơi trong mộng để nguôi niềm oán hận. Vậy ra tôi làm ông tỉnh lại không nhầm lúc. Đúng đó, mà cũng không sao. Chỉ vì tôi muốn tỉnh lại lúc nửa đêm, để rồi thất thiểu ra đi, để khỏi nhìn thấy chân đồi bạch mã với dòng suối kia, nơi mà mười mấy năm xưa vợ tôi nằm chết thân thể lõa lồ. Vợ ông? Căn nhà này đã dựng nên trên nền cũ nhà tôi. Đốm lửa lập lè xa kia là quán rượu. Mười mấy năm nay gia đình ấy chẳng đổi nghề. Ai? Ai giết vợ ông? Nếu biết được thủ phạm thì hay biết mấy. Hắn chỉ để lại có một cái áo. Đây. Cái áo của tên sát nhân. Ta đã nhớ mi rồi. Đừng nhớ nữa ông ơi. Cô bước chân ai? Yes. Ông ơi, tôi sợ lắm. Ông giết ai đó ông? Không biết ai đây. Sao tôi nghe mùi máu phải không ông? Nè, ngồi đó đi. Đừng đi đâu hết. Tôi phải đi mua rượu uống để quên cảnh tượng đêm nay. Mấy người đó chết rồi hả ông? Ông ơi, ông có bị thương không ông? Ông ơi,
Anh Thiếu Quân ơi, em sợ quá. Chuyện gì? Cô bé kia, ai giết phụ hạ của ta? Không phải tôi, ông ơi, không phải tôi. Nàng có mặt từ lúc nào? Tôi không biết, ông ơi, tôi mù mà. Hả? Nàng mù à? Lại biểu. À, mù nhưng khá đẹp. Nàng kia. Thưa đại vương, nếu ta muốn cưới nàng. Không, đại vương ơi, tôi là gái đã. Nàng là gái đã có chồng. Anh Thiếu Quân ơi, cứu em. À, có anh đây. Nãy giờ người trốn ở đâu? Ngươi là ngươi làm nghề gì? Cướp hả? Phải. Ngươi là chồng của nàng. À, không phải. Nàng là gì của ngươi? Là gì? Là vợ của tôi. Không phải là chồng nàng mà nàng là vợ của ngươi. Ta có giết chóc gì đâu mà sợ sệt ngu đần như vậy. Dạ, thiệt ra thì nàng không phải là vợ của tôi. Nhưng mà chúng tôi chung sống với nhau mà tôi cũng nặng lời thề. Dầu sông cạn đá mòn, tình tôi với nàng vẫn còn nguyên vẹn. Sông cạn đá mòn? Đó là thứ lời thề đã được đúc khuôn, chứ có gì mới mẻ. Thưa đại vương, lời thề kia tuy chẳng có gì mới mẻ, nhưng đó là lời thầm nguyện trong những khi sương lạnh canh khuya. Giữa núi rừng thiêng liêng trầm mặt trời đất trinh nguyên đã khắc ghi lời tôi đậm nét trên cây hằng sâu trên đá. Lá cỏ hoa sương đều có mang mảnh hồn tôi thề vẹn chữ tâm đồng. Tôi vẫn vẹn sắc son trọn đời không thể quên nàng. Chưa dẫu sau này còn dâu thành biển cả, không ai làm em quên được anh đâu. Hai người đã cùng vẹn nghĩa cao sâu, ta đâu nỡ rè duyên bằng bạo lực. Vạn tạ đại dương thiên bô đức, đầu đội dây mang nguyện ghi tạc muôn đời. Bệnh mù của vợ ngươi vô phương chữa trị rồi à? Hay là chẳng gặp được danh y? Dạ có chứ. Danh y đó ở đâu? Nếu xa xôi hoặc khúc men mắt mỏ, ta sẽ chu cấp cho một số bạc để mà ngươi lo cho vợ ngươi. Ôi lời nói của một đại vương ngang tàn như một tay đại hiệp. Đại vương ơi, phụ thân tôi vương tần nổi tiếng thần y, sao cha chồng chẳng trị bệnh cho con dâu, hay là đứa con trai này lần mai lừa đã chán qua xưa bướm bay tìm qua lạ đêm giả sợ khanh qua nguyệt để phụ người. Không, đại vương ơi, muốn trị bệnh cho tôi phải quét mắt thay vào đôi mắt khác. Cha tôi bảo có làm sao mà tìm mà được gì đâu, ai tặng cho ai cặp ti mắt bao giờ. Thì chồng hy sinh cho vợ. Không, không phải gì đâu đại vương ơi. Tên kia, ngươi muốn gặp mẫu thân ta tại đây để làm gì? Dạ, nếu hồi nãy tiểu thơ chịu hỏi thì tôi cũng xin thưa rằng tự sự, đâu có đến nỗi tiểu thơ phải quá bộ đến đây. Ta muốn biết sự mong mỏi của nhà ngươi gặp mẹ ta có ẩn ý gì? Dạ, phụ thân tôi dặn rằng khi gặp mặt phu nhân thì trình phu nhân mảnh lụa này. Cứ đưa cho ta. Không được đâu, tôi phải gặp phu nhân chứ. Thúc giả sư, hãy bắt lấy hắn. Đưa đây cho ta. Đứng lại, lui ra. Nàng là ai mà toán giở trò cướp bóc trước một tên chúa cướp? Tên ra mi là Thí Đằng. Hả? Nàng là ai? Không được vô phép cái lý tiểu thư. Thì ra mấy hôm nay Lý Trang chủ cùng phu nhân đi chẩn bệnh khỏi Sơn Đông, nên tiểu thơ mới ra khỏi khuê phòng để cho bọn bần dân chúng tôi được diện kiến tôn nhang. Còn kẻ này, Thúc Bằng, võ sư của Lý Gia Trang. Thúc võ sư về trước đi,
ta muốn mượn tiểu thơ ở lại vài hôm. Không được, thi đơn ta liều chết với đi. Thúc giả sư, nhặt gươm lên rồi về trước đi. Thưa tiểu thơ, kẻ hàng này không làm tròn bổn phận, xin đừng. Võ sư, ngài tự sát chết đi rồi, tánh mạng của tôi sẽ ra sao? Với tài cán đó thì sống hay chết có quan hệ gì để sanh mạng kẻ khác? Ta chỉ tiếc rằng thúc võ sư tự sự chẳng thông minh, tại sao ngài lại toán quỷ hoại cuộc đời? Khi ta lãnh đồng lương của chủ, phận sự không còn, thà chết khỏi nhờ dành. Lại học đòi khi phách bọn hữu nhỏ, hãy về đi, nếu còn cãi lời ta, ta sẽ đưa tay ngắt cành thiên hương. Danh tiếng ngài đâu có tốt đẹp gì. Thúc võ sư, thôi hãy về đi. Thưa tiểu thơ, ta chỉ mượn tiểu thơ ở lại làm con tin, chứ ai thèm thuồng gì cái khối thịt xương trần tục đó. Người về bảo lại với trang chủ, nếu muốn cứu tánh mạng tiểu thơ, phải đem Lý phu nhân đến rừng Lạc Thọ hội diện với ta giây lát, sao đó mẹ con được yên ổn ra về. Đi đi. Về đi thúc võ sư. Kính chào tiểu thơ. Ngoan đó. Người gặp mẹ ta đây làm gì? Nếu người không nói ra, thà ta tự giận chứ không để gì ta mà mẫu thân ta mang lụy. Đây đây, bánh đây nè, ăn đi cô bé. Nhà ngươi là ai? Ông ơi, ông mua bánh cho tôi đó hả? Anh thiếu quân ơi, ông này là ông tên là gì đó ông? Trả lời luôn cho ngươi đây, tôi tên là Tô Điền. Còn em là Xuyên Lan. Các em về đi, ở đây làm gì, có nhà không? Tô huynh ơi, chừng nào Tô huynh ghé nhà em? Nhà em ở đâu mà ghé? Ở rừng Lạc Thọ, em thường ngồi chơi dưới chân ngọn thác Từ Quy á. Thôi thôi, được rồi, về đi. Lối 3 tháng sau anh sẽ ghé thăm các em. Thiệt hăng, nhớ nghe Tô huynh, 3 tháng nha. Em sẽ đợi Tô huynh khi trời bắt đầu đổ tuyết, em sẽ ngồi đợi anh bên chân ngọn thác Từ Quy, tay vọng xa chờ nghe gió ngựa chạy về. Tô huynh nhớ, đừng để em chờ mong mòn mỏi. Đời bất hạnh trời đày, em mang thân mù lòa tâm tôi. Em trôn dâu tuổi thân bằng tháng ngày hy vọng tao. Thương nhớ dài theo đến đi đầu đông tuyết đổ lạnh lùng. Trời giá buốt nhưng hồn em rực lửa, vừa mới hình dung mà lòng đã lâng lâng. Em sợ anh quên khi lời hứa quá vội vàng, bắt em chờ đợi đến xương tàn cốt rồi. Anh đã hẹn nếu mà anh không tới, em sẽ buồn và khóc tuổi cuộc đời mình. Được rồi, anh hứa sẽ tới. Các em hãy về đi chứ. Nhớ à nghe Tô huynh. Thôi mình về Xuyên Lan. Kính chào Tô huynh. Còn cô ở Lý Gia Trang cũng về đi chứ. Tôi biểu về. Người có biết ta là ai không? Có thái độ ngạo mạn không? Về đi cô. Người có nghe danh tướng cướp Thi Đằng không? Không. Về đi cô. Dân khinh mạng, ta cho người biết tay. Mấy đường gươm sơ ngộ của kẻ hai tay đánh bại người một tay. Đủ rồi, ta có buộc con ngựa cạnh miệng hố sau nhà, tặng luôn cho ngươi đó. Sao nhà ngươi biết cái hố đó? 10 mấy năm trước ta ở tại nền nhà này. Thế ra đừng nhắc nữa, đi đi. Chào tái ngộ. Ha ha.
ta đã nhớ. Hỡi núi rừng, hỡi gió, hỡi mây, phải biết rằng ta vẫn còn sống, ta vẫn còn sống. Lòng ta còn đi muôn phố, có phải trong đời vì ai khiến tôi tận này qua đây. Lòng ta càng thêm chất ngất, biết bao hân hoan ngút cao dân tràn lòng ta. Khi chưa trả xong bao ân cơ, ta chưa sống yên trên đời này. Khi bao tai ngăn như buộc ràng, làm cho đời ta nát tan. Lòng ta còn ghi muôn vỡ, có phải trong đời vì ai khiến tôi thân này đọa đày. Lòng ta càng thêm chất ngất, biết bao hân hoan ngút cao dâng tràn lòng ta. Ai cứu tôi? Xin ngài hãy yên tâm, vết thương không nặng lắm đâu. Xin cảm tạ thâm ân của tôn huynh. Xin đừng bận tâm, tôi chỉ làm bổn phận của người thầy thuốc. Trời ơi, bao nhiêu sinh mạng của Lý Gia Trang. Hả? Lý Gia Trang? Té ra đại dương đây mà. Hả? Ngươi cũng biết ta nữa. Đã là người trong giới giang hồ, hẳn có lần nghe đến đại danh. Ngày xưa chim cư hoàng Thạch Cương xưng danh đại vương một cõi, thì ngày nay đức độ của đại nhân cũng được thiên hạ loan truyền đến thâm sơn cùng cốc. Đời qua biển dâu, ai ngờ được Lý Trang chủ ngày nay cũng là Lý đại vương ngày trước. Trách gì tôi không nhìn được cô nhân. Nhà ngươi đây là... Đại vương không nhìn ra tôi cũng phải. Là người lịch lãm, bạc hữu cũng đông, ân quan cũng nhiều. Tôi xưa ở Hàng Châu, đối với lĩnh phu nhân vốn là người quen biết cũ. Phu nhân của ta Kim... Kim Bội Ngọc. Hả? Tôi quên biết rõ như vậy à? Vâng, tôi còn nhớ rõ ngày xưa pháo rền chợ Hàng Châu. Nhà ngươi nói cái gì nghe lạ vậy? Khắp nơi nơi đều kết tụi treo hoa để mừng ngày hôn lễ của Lý đại vương cùng Kim Bội Ngọc tiểu thơ. Nhà người nói chi nghe lạ vậy? Làm gì mà ở chợ Hàng Châu lại có tiểu thơ tên Kim Bội Ngọc? Ủa, vậy chứ hiện giờ phu nhân trang chủ không phải là tiểu thơ kính cổng cao tường? Phu nhân ta ngày ngày xưa là gái có chồng, ta đã cướp lại của một người mà ngày chồng nàng là một lương y. Tên lương y kia vì bất lực yếu hèn đành gạt lệ đứng nhìn vợ của mình lên chiếc kiệu hoa. Người nói thế là có ý gì? Đừng nghĩ gì nữa hết. Đại nhân chỉ cần nhớ là hiện giờ đại nhân đang mang một vết thương cần chữa trị. Còn tôi là một người thầy thuốc, thì dẫu cho ân quán xưa thâm sâu, giờ xin bình tâm phủi hết. Ôi nói sao hôm nay đời ta toàn gieo trái quen. Khi quá xuân ta mong mà làm sao chuột bao quan tay. Nhưng quan ân khi xưa giờ đang về dây phú ta. Lòng tôi giờ yên vui cùng quan du có cây tâm tình. Ngài cũng đừng bận tâm, hồn tôi xem như trái cơn mơ dài. Đa tạ lòng tốt của người, nhưng ta phải trở về Lý Gia Trang ngay lập tức.
vì 200 gia nhân đã bị lâu la của tướng cướp độc Tý Thi Đằng đánh bại. Trận thất bại vừa qua nhắc nhở cho ta nhớ là ta đã già rồi. Trang đình của Ly Gia Trang quen nhàn hạ, 3 tháng tập tành vẫn chưa thuần thục để giao tranh, xin bay biệt. Khoan, Lý đại nhân. Ồ kìa, tướng cướp Thi Đằng. À, sao là đại nhân quá nặng lời. Thực ra tôi có cướp gì của đại nhân đâu. 10 mấy năm nay Lý Gia Trang vẫn vững như bàn thạch. Ồ nhà ngươi chưa dám đến quấy nhiễu Lý Gia Trang là vì nhà ngươi sợ. Sợ? Sợ? Đúng, tôi sợ. Nhưng không phải sợ đường kiếm của đại nhân hay là lũ trang đinh vô dụng, mà tôi chỉ sợ giữa cảnh điêu tàn của Ly Gia Trang trong biển lửa, khi dục cho câu trên đông thang hồng gạch dùng. Tôi sẽ đạp lên thi hài của những người bạc mãn, đối với tôi không một chút tư cường. Vì mình ao che cơm mà phải lao thân gánh phần quan nghiệt cho người. Thù hận của riêng ta đối với một người trong trang trại, tại sao lại đành gieo lụy cho lũ gia nhân? Đại nhân có nhớ một thời làm thảo khấu, chắc cũng đã từng chảnh giả bâng khuâng, nên mới dứt đời loạn tặc lục lâm để vô đức thi ân. Sau khi sống đời trang châu, một kẻ cướp cứ giở trò cướp bóc, đừng có giở giọng giả nghĩa giả nhân mà thiên hạ họ chê cười. Khi sống đời lương thiện, đại nhân thực sự quên những ngày cướp bóc thật chăng? Ta biết một kẻ sống ngoài vòng pháp luật lại đặt mình vào luân lý thì còn may mía nào hơn. Ta tự nhận một ngày làm phương tiện mưu sinh, dầu cướp bóc chẳng được triều đình công nhận, nhưng đã chọn nó làm phương sanh sống thì phải giữ sao cho đúng đạo của mình. Như bọn quan lại đã thề khi nhận cân đai là phải ăn cắp của công và phải nhận tiền hối lộ, cùng bọn nhỏ sinh tranh giành danh lợi, giữa ta với họ thì chưa chắc ai hơn. Ăn cướp của bài đặt lý luận, ngươi lại toan cướp nghề của nhà đạo đức nữa hay sao? Bây giờ ta sắp cướp của ngươi đây, hãy đào ngay cho ta một ổ thiếp. Để làm gì? Có một ngày nào ta sẽ tìm đến Lý Gia Trang. Cần chi những cái điều nhỏ mọn, cứ hẹn đúng ngày đi, ta sẽ đàn ngã hoàng tiếp rước nhà ngươi. Dẫu là cừu nhân, nhưng ta sẽ xử đúng tinh thần má thượng. Ta không cần đón rước lôi thôi, đừng giả vờ trang trọng lễ nghi. Ta không ngu dại gì tin vào miệng lưỡi của người. Thư ngụy quân tử pha đường ướp mật ở đầu môi, tâm địa còn hơn một đứa tiểu nhân. Ngay cả sự vô đức thi ân, cùng việc chấn bần cho thiên hạ, cũng là một thứ âm mưu để che đậy lòng đen tối của người. Đưa ngay đi cho ta. Đây nè, làm cái gì dưới vậy? Bây giờ ta tha mạng sống cho ngươi đó, nhưng ta phải rách lên ngực ngươi một đường gươm kỷ niệm. Dừng tay lại. Tôi lại gặp hung tinh Lý Bình Thanh, nhưng đối với ngươi hắn là một cứu tinh. Tô Điệp, ta với ngươi hẳn nhiều duyên chín. 3 tháng trời ta vẫn chưa đủ sức, là anh hùng phải biết điều hơn thiệt. Ở đây lần này ta lại xin trân trọng nhường cho ngươi, xin tạm biệt. Dạ, kính thưa ân nhân. Thôi đi đi, Bình Thiếu Quân đâu rồi? Sư Lan ơi, Sư Lan. À, anh Tô Điền. Tô Quân mới đến nè. Ta vừa mới đến và cũng vừa gặp lại tướng cướp Thi Đằng. Thi Đằng đến đây. Ừ. Dạ, thưa ân nhân, đã mang nặng ơn tái tạo. Khoan đã,
hãy để cho anh em ta tâm sự hàn huyên, đừng xen vào đây một chút ân riêng mà làm giảm bớt nỗi vui mừng của bọn ta khi tái ngộ. Thưa Tô huynh, sao nỗi mừng gặp lại lòng em cứ thắc mắc không hiểu tại sao Thi Đằng lại tìm tới đây. Tô huynh cũng không hiểu nữa. Có phải chăng hắn tìm em với xuyên làng để mong rửa thù trả oan mối nhục ba tháng trước hay sao, khi chẳng có Tô huynh? Ta không tin Thi Đằng hèn mạt, dù hắn sống nghề cướp bóc bất lương, nhưng tâm hồn lại hiên ngang cuồng ngạo. Ngôn biết rõ hơn thì ta nên hỏi gã, vì ta thấy hắn bị uy hiếp bởi Thi Đằng. Dạ thưa ân nhân, hắn chỉ là một tên cướp chợ giật đường, toàn dở thoái làm càng. Nhưng ta e rằng không được đúng hay chăng? Để hiểu rõ hơn, tôi xin kính cẩn mời người đến tệ nga trang tâm sự mới cạn lời, và cũng để tôi trọn lòng lo đáp nghĩa ân. Đời đã dạy cho ta biết rằng kẻ nào vội vàng đền ơn là kẻ đó muốn vong ân, nhưng ta đâu có xem việc đó là ơn nghĩa, vì thực ra ta có giao đấu với Thi Đằng đâu. Hơn nữa, ta cần ở đây để cùng tâm sự với hai đứa em sau ba tháng dài xa cách. Ân nhân đã không muốn thì đành vậy, giờ xin cáo biệt. Tô huynh à, bây giờ Tô huynh ở đây nghe, để em vào hâm một giò rượu nóng để rồi anh em mình chán tạc chán thù. Ồ tuyệt diệu, tuyệt diệu. Trong cảnh này mà được uống rượu ngồi nghe quân đệ đờn xuyên lăng ca thì thật là tuyệt khảo. Tô huynh, có khi nào Tô huynh nghĩ rằng mình sẽ đổi thay cuộc sống? Nghĩa là sao? Nghĩa là Tô huynh sẽ từ bỏ quãng đời phiêu bạc, cưới một người vợ hiền rồi sống yên với vợ con. Hiền nội ta chết mười mấy năm nay, ta sống cuộc đời vô định. Ồ mà ta thấy tất cả đàn ông ở trên đời này đều khổ đau vì vợ. Như vậy là anh nhất định không lấy vợ? Nếu phải lấy vợ thì ta phải lấy một người vợ câm mà là tốt hơn hết. Tô huynh có thấy ai lấy vợ mù không? Có chứ. Người đàn bà không ánh sáng sẽ không bị chói mắt bởi những hào quang ngụy trá của cuộc đời. Chắc họ sẽ thủy chung vì khó có dịp để phản bội. Đoàn bảo tiêu sắp đến đây, khi nào có còi hiệu anh phải ra đi, chắc không kịp cùng Bình thiếu quân đối ẩm. Anh đi biết bao giờ mới trở lại? Có biết rằng em mòn mỏi đợi mong anh. Mỗi ba tháng đoàn bảo tiêu đi ngang qua đây một lượt, anh sẽ ghé thăm quân đệ với xuyên lan. Nhưng hiền muội với anh mới gặp gỡ hai lần, sau khi chia biệt em lại tỏ ra âu sầu quá đáng. Tô huynh ơi, em đã bất hạnh mất đi nguồn ánh sáng, không thấy cánh hoa đào nở rộ đón tinh xuân, không thấy đông thiên hoa tuyết rụng ngập đường, nghe khoác khoải dòng dê sầu mới hay trời sáng hà. Chờ một cơn gió heo may nhẹ nhẹ, em tưởng tượng một mùa thu với trăm xác lá ngô đồng. Nỗi buồn thu đi chậm chậm trong lòng, lá xuân thì đã vàng theo mùa tuyết, giống cây xuân thì chỉ còn trơ trọi cành xương. Bỗng một lần sơ ngộ giữa chòi quang, em nghe cành xuân tươi lại qua xuân trốn rồi. Nhưng đó chỉ là một mùa xuân hiu quạnh, vì chim yến chim quanh nghi vẫn còn biết dáng phương trời. Em chưa nên mơ ước gì xa xôi lắm, ở đây
còn những người thân thuộc hết lòng chăm sóc mến thương em. Ngoài kia cuộc đời đầy ganh ghét tị hiềm, đường sương gió không phải là nơi người như em dấn bước. Em chỉ là một thứ ao hồ giữa rừng sâu, nghe gió nuôi bốn mùa mang da rét. Dù trời đã tròn xuân hay tầm tà mưa thu, Tô Huynh ơi, anh đã là Trường Giang thì làm sao thấu hiểu tâm sự của ao hồ. Em ước sao mình được là dòng suối nhỏ không tên, qua bao thác bao gần, bao nghi gộp đá bờ cây đầy kỷ niệm, rồi sẽ chia tay trong niềm lưu luyến, để gộp đá bờ cây mang nặng mối u buồn. Dòng suối lại lên đường à tương nghi ngộ với Trường Giang. Xin Lan ơi, tuổi anh đã vào thu đời buồn như nguyệt xê. Nghĩa Tàu Khương một lần gian dở anh, chẳng màng chi người quê kẻ chợ, chẳng màng chi má đỏ môi hồng. Bỗng hôm nay bèo nước tung phùng, giọt nước Trường Giang tưởng một dòng xuôi về biển cả, để trọn niềm thương mến của đại dương. Chợt nghe tiếng hồ đẹp giữa rừng nên chành tình lưu luyến. Kể từ đây nước chẳng xuôi về biển, mà trở lại với hồ kia để xây giấc mộng yên lành. Anh sẽ trở lại đây dừng chân phiêu lãng, còn gì diễm phúc cho em hơn? Anh có thật lòng anh muốn vậy hay chỉ nói để cho em được yên lòng hả anh? Xuyên Lan ơi, chim giang hồ đã mỏi cánh phiêu lưu, nên quyết chọn cành ngô làm bến đồ. Chim sẽ tha từng cọng rơm làm tổ ấm, hòa lòng mình cùng tâm sự lá hoa. Bỏ những ngày dừng bước ở phương xa, nhìn về mưa tuyết đổ mà mơ một bếp lửa thầm tình. Lần trở về anh sẽ nhờ người đến thưa cùng phụ thân em, chọn ngày lành tháng tốt làm hôn lễ tròn chúng mình được trọn nợ tròn duyên. Tiếng còi báo hiệu anh phải đi ngay, em chuyển lời với huynh đệ là anh bái biệt. Xin anh nhớ rằng ở nơi đây của em hôm sông đợi chờ. Anh sẽ về đúng hẹn. Anh đi nghe Xuyên Lan. Tô Huynh, Tô Huynh, Tô Huynh. Tô Huynh đâu? Anh ấy đi rồi. Tô Huynh có bảo bao giờ trở lại không? Anh ấy bảo rằng sẽ trở lại đây để nhờ người đến thưa cùng thân phụ. Việc gì thế? Anh ấy sẽ nạp sính lễ để cưới em. Cưới em? Dạ em đã bằng lòng. Ừ. Trời ơi, khốn nạn và cũng đáng tội cho anh. Bình Thiếu Quân, anh nói gì lạ vậy? Anh muốn nói
Em là một đóa hoa hương sắc, anh là cành khô ôm ấp cánh hoa xuân. Giữa trào dâng như máu nuôi hờn căm, giờ qua vội trao tình cùng bốn lá. Anh nói gì lạ kỳ, em nghe nào hiểu gì? Anh muốn nói lâu rồi, anh đã thầm yêu em khi biết chúng ta không phải là anh em ruột thịt. Bình Thiếu Quân, anh nói dối. Trời ơi, anh nói dối. Em chỉ là dưỡng nữ của Vũ Thân sao? Tôi là một người xa lạ. Đại huynh, mười mấy năm nay em từ đâu đến mà trưởng thành trong chung quạnh hiu này? Bình Thiếu Quân, ai đã nói với anh điều đó? Phụ thân bảo rằng trong một tối mưa bay, cành lá rụng như trời long đất lở. Bỗng người chợt nghe vang lừng trong gió tiếng ngựa ai hí lòng ở vang rừng. Và tiếng trẻ thơ khóc mãi không ngừng. Phụ thân tôi vội vàng đốt đuốc đi tìm người thỏ nạn giữa mưa đêm. Bỗng đâu ngựa hồng chậm chậm đến bên hiên, luôn miệng cất tiếng hí vang. Ngựa đã thả yên cương mà trên chiếc yên vàng không thấy bóng chàng kỵ sĩ. Trời ơi, cuộc đời tôi bắt đầu từ đêm mưa gió đó. Còn trước kia là dĩ dạng tôi đen, thân tật nguyền lạc loài đến đây như một loài hoa cỏ không tên. Giờ lại đánh mất một tình yêu ruột thịt. Con ngựa hồng là vị thần định mạng đã mang đến cho anh một đứa em, cùng chia sớt buồn vui trong thời thơ dài giữa độ xuân thì. Niềm vui không còn mà nỗi khổ đau thương nhớ lại tràn đầy. Khi cha bồng em từ chiếc túi da lủng lẳng bên hông ngựa, với mười lưỡng vàng ròng cùng một bức tâm thơ. Người có biết đâu rằng đã mang đến cho anh một vệt mây đen nhỏ, nay đã lớn dần theo năm tháng và đủ sức tạo thành bão tố cuồng phong. Sống nơi đây một kẻ không cội nguồn mà dĩ dạng lại mơ hồ như sương khói. Em đã sống và lớn lên bằng tình thương dai mượn của người dân. Em cứ ngỡ núi rừng này là nơi chôn nhau cắt rung, và cũng là nơi sông gửi thịt chết gửi xương. Nên em nghe từng thớ đất, từng giọt nước, từng phiến đá cỏ cây đều có hơi thở tình thâm. Bình Thiếu Quân ơi, thà anh cứ yên lặng đừng cho em biết gì về dĩ vãng, để em có thể yên tâm mà sống vui bên những người xa lạ mà từ lâu em tưởng là cốt nhục thâm tình. Anh bảo rằng khi phụ thân bồng em từ trong túi da có cả mười nén vàng ròng và một bức tâm thơ. Thực ra đó không phải là một bức thơ mà lại là một mảnh lụa trên đó ghi rõ: bé Xuyên Lan, cha Dương Thiết Thạch, mẹ Hàn Thị,
sanh ngày Tân Mẹo, tiết Thu Phân, kiến Bính Dần năm Quý Tỵ. Trời ơi, như vậy bây giờ em phải sống sao đây? Bình Thiêu Quân, anh hay đàn cho em nghe đi anh. Vâng, anh sẽ đem gửi trọn niềm đau trong tiếng nhạc để em nghe những âm điệu cuối cùng. Đừng anh. Và ngày mai anh sẽ treo đàn trên vách đá cho ta trùng phím lành đến ngàn năm. Lòng người như cơn gió khi thoáng tuôn qua mình, khi lòng mơ càng nhung nhớ bóng ai kia vừa thoáng qua trong đời. Sau bao nhiêu nhớ nhung thêm nhiều. Lòng người như cơn gió khi thoáng tuôn qua mình, khi lòng yêu thì nghe thiếu thiếu trong tim hình bóng của một người. Sau bao nhiêu nhớ nhung thêm nhiều. Nghe trong cung tơ như sầu khơi, nghe trong cung tơ câu đời chờ, nghe trong cung tơ sầu ai oán. Sao cho tôi quên một người, sao cho tôi quên một người. Kính mời Tô Anh Hùng an tọa. Đây là tiễn nội và con gái của tôi, còn đây là thuốc bằng võ sư của Lý Gia Trang đó. Tài năng tôi có xứng đáng chi mà đại nhân tiếp đãi quá trọng hậu. Tài xuất chưa biết ra sao mà chưa đầy những giọng khinh người kìa. Thúc võ sư muốn nói gì? Tôi muốn hỏi có phải Tô đại nhân tự xem mình là anh hùng vô địch, rồi tỏ vẻ nghịch ngang xem thường người của Lý Gia Trang? Ta với thúc võ sư là hai người xa lạ, lần đầu gặp gỡ nhau sao lại tỏ vẻ chẳng vui? Ta đến nơi này vì nấy lời mời của Lý đại nhân, rồi lát nữa đây ta sẽ tiếp tục đời gió sương. Hai đứa chúng ta xưa nay không hề thù hận, thì nên đối xử với nhau cho tốt đẹp là hơn. Nhà ngươi bảo y rằng yêu đời tiêu bạc gió sương, mà đem tài năng mình để tranh đoạt nhan sắc mỹ nhân. Nào ta có tranh giành với ai một nhan sắc nào đâu. Thúc võ sư nói gì mà ta không hiểu được à? Hay là thúc võ sư đang âm thầm yêu một giai nhân, rồi ngỡ rằng ta tới đây để tranh giành chiếm đoạt à? Mới là buổi sơ giao sao nghĩ về nhau chẳng đẹp. Bây giờ thúc võ sư định xử trí ra sao? Dạy cho ngươi một bài học để bỏ tánh kiêu căng xem thường thiên hạ. Thúc huynh, thúc bằng. Ồ thì kệ nó mà. Đấy. Dạ. Thúc huynh, thúc huynh, ông tàn nhẫn lắm. Thì ra vậy. Thúc huynh, anh có sao không?
Dạ Thảo ơi, hai lần thảm bại để rơi gươm, anh mới thấy mình bất lực để chu toàn hạnh phúc. Và vết thương da thịt hôm nay đâu có đủ để quên đau, một vết thương đang rươm mau ở trong lòng. Em đã ướt trong nước mắt long lanh lòng vợ thương chồng, anh càng cảm thấy nghẹn ngào chua xót. Mai mỉa anh hùng không đủ sức bảo vệ tình yêu, thảm bại bây giờ đau nhục biết bao nhiêu, tài sức mòn mà nuôi mối tình yêu to lớn quá. Anh không đủ vòng tay mà xây nhà dựng tổ, cho em được yên lòng mà ru trọn giấc đi nôi thơm. Trong đời ta, ta không thích tuốt gươm trước một kẻ chẳng oán thù, nhưng thúc võ sư đã buộc thì ta không làm sao khác hơn được. Dầu sao ta cũng vô cùng ân hận. Tô anh hùng ơi, còn gì nữa mà ngài phải bận lòng ân hận? Sự thật đã phơi bày từ khi tôi vừa để rớt thanh gươm. Tôi cảm kích vô cùng trước tư cách trượng phu, kẻ đã sống một đời giang hồ ngang dọc, hào sáng hiên ngang tài nghiêng trời lệch đất, tài sức hơn người vẫn hòa nhà kim cung. Xin được nhận nơi đây một bài học anh hùng, và hết sức an tâm nhận phần thua thiệt. Tôi biết phận tôi từ khi gươm rơi xuống đất, khi nhường một đường gươm là tôi đành nhường cả cuộc đời mình. Thúc võ sư, tôi thật vô cùng áy náy. Thưa trang chủ, tôi thấy tôi không còn lý do gì để duy trì sự có mặt ở đây. Hảo hớn phật lòng vì sự vô lễ của bọn gia nhân chăng? Không đâu, trang chủ chớ bận tâm. Để tôi dìu thúc võ sư và lo điều trị vết thương rồi xin cáo biệt. Đó, bà thấy không? Vừa giả bà chưa? Đón tiếp ân nhân bằng cách đó thì còn gì thể diện của tôi nữa chứ? Ông làm gì dữ vậy? Tôi anh hùng có phiền hà gì đâu. Không phiền hà mà là đòi đi ngay à? Chứ ở đây nhìn mặt mẹ con bà như đưa đám ma mà ai chịu nổi. Tôi để nhà này cho mẹ con bà ở, tôi đi đó. Ông đi đâu? Thì tôi đi ra ngoài một chút. Chứ ở đây mà tôi nổi nóng lên là có chuyện lớn à. Gia nhân, yên ngựa theo ta. Ôi, ông muốn đi đâu đi chứ. Nhà ngươi là ai? Phu nhân hãy cố nhớ lại xem, 20 năm trước ở Hoàng Thạch Cương. Hoàng Thạch Cương? Phải. Tại Hoàng Thạch Cương 20 năm trước cũng chính tôi là kẻ nhận 10 thỏi vàng rồng của một người vợ nhờ đi giết ông chồng. Tôi để lại người vợ hiền và đứa con trong bụng mẹ, nhờ bảo bọc dùng nếu tôi rủi chết đi vì tôi bất tài. Nên ngươi không làm tròn bổn phận. Và cũng bất tài nên mang thân tàn tật, 20 năm trời không dám trở về đây. Chỉ vì tôi quá thương mình tài hèn sức mòn. Chuyện ngày xưa ta đã sòng phẳng, vợ nhà ngươi trở về để kiếm vàng bạc thêm. Không, vàng bạc tôi có thể mua cả gia trang này, tôi đâu cần vàng bạc của phu nhân. Tôi về đây với ước nguyện trong lòng, mong gặp lại vợ hiền và thấy mặt con tôi. Dương Thiết Thạch, ta tưởng nhà ngươi đã chết rồi. Phu nhân ngạc nhiên lắm khi thấy tôi còn sống đây sao? Từ ngày bằng lòng vì nếp sống nhung lụa cao sang bên cạnh Lý đại nhân, có lẽ phu nhân thầm mong tất cả những người có liên hệ với phu nhân trong dĩ vãng, kể cả cái tên thầy thuốc nghèo ở cửa Bắc chợ Hàng Châu, chết đi cho sảnh nợ.
Không ngờ hôm nay tôi đạp mồ sống dậy, trở về để tương ngộ với cô nhân. Tại sao giữa 20 năm nay bây giờ nhà ngươi mới trở lại? Vì bất tài tôi đã mất một cánh tay, tôi phải vào rừng sâu ẩn náu vì lo chữa trị vết thương để rèn luyện võ công. Chừng ra khỏi rừng mới hay Lý đại nhân đã trở thành trang chủ của Lý Gia Trang. Mà Lý Gia Trang được phong dễ như là thành lũy của triều đình. Bây giờ nhà ngươi muốn gì? Hình như tôi đã nói với phu nhân rồi, là tôi muốn gặp mặt vợ con tôi. Ngươi thương con ngươi lắm sao? Phu nhân ơi, có những chiều đứng trên ngọn tuyết sơn, nhìn về Lý Gia Trang chầm chầm vào đêm bập bùng thánh lửa, tôi thầm nhủ với lòng là vợ con mình đang sống yên vui nơi đó. Chợt nghe lòng thương nhớ, một mình phi ngựa giữa đêm khuya, cây cỏ nằm im trong giấc ngủ im lìm, thấp thoáng lũng xa nhà ai nhen bếp lửa. Tôi dục cho câu tìm về nơi đó, nép mình bên vách đá để nhìn trộm hình ảnh một thâm tình. Một đứa trẻ thơ gian tiếng khóc, bà mẹ hiền khe khẽ ru con. Tôi bỗng nhớ đến con tôi, đứa con tôi chưa hề nghe nó khóc, chưa một lần ôm chặt trong vòng tay với thâm tình phụ tử. Tiếng giạc ăn đêm gửi giọng sầu theo gió, lòng bơ vơ thèm khát một thâm tình. Tôi muốn tức khắc trở lại Lý Gia Trang để gặp vợ con mình. 20 năm dài không gặp gỡ, biết nàng có còn dáng vẻ như xưa, biết có còn vẻ đẹp như buổi tiễn đưa, hay dốc liễu héo gầy vì sương gió, biết má còn thắm môi hồng còn hé nụ, hay năm tháng nhớ thương nên tóc dội phai màu. Vợ nhà ngươi đã chết. Sao? Phu nhân bảo sao? Ta nói rằng vợ nhà ngươi đã chết ngay khi đứa bé mới chào đời. Vợ tôi đã chết. Trời ơi, thế lạ hết. Mộng tương phùng như gió thoảng mây bay, mười mấy năm mong đợi phút giây này, tương hội ngộ nào ngờ đâu vĩnh biệt. Còn con của tôi, nó còn sống hay đã chết, hoặc nó trôi dạt nơi đâu, nó là gái hay trai, nó có làm chủ được một thửa ruộng nương dâu, hay là nó như cha nó ngày xưa sống một kiếp sống tồi đòi. Phu nhân, xưa vì thương vợ con tôi mà tôi làm một việc hết sức mình, tôi nhất quyết hy sinh cả cuộc đời mình không tiếc rẻ, chỉ xin một ân huệ sau cùng là được gặp con tôi. Con nhà ngươi đã chết rồi. Hả? Chết rồi, chết rồi. Kìa, ngươi rút gươm ra để làm gì? Vậy là sự hy sinh của tôi trong 20 năm dài trở thành vô nghĩa. Vậy là tôi đã nói với phu nhân không còn lý do để mà sống sót. Tôi giết phu nhân rồi tự sát ở nơi đây. Không không, con nhà ngươi còn sống. À, tại sao bà bảo nó chết rồi? Vì hiện giờ nó không có mặt nơi đây. Ở đâu với ai, tôi mòn mỏi lắm rồi, tôi không can đảm chờ lâu hơn được. Nó được dưỡng nuôi và có lẽ đã trưởng thành. Ở đâu? Dưới chân tuyết sơn trong một gốc rừng. Có phải rừng Lạc Thọ dưới chân đồi tuyết sơn? Phải. Trong lúc bà sống yên vui trong nhung lụa, thì con tôi bơ vơ hiu quạnh giữa núi rừng. Đâu phải chỉ con ngươi hiu quạnh có một mình, mà con trai ta hiện giờ cũng đang được nơi đó dưỡng nuôi. Phu nhân, bà đừng nói gì thêm nữa cả.
phu nhân, bây giờ bà hãy cho tôi biết con của tôi là gái hay trai, bà gửi nó ở nơi nào hả? Nó là gái, bị mù từ lúc lên 3 tháng, ta gửi nó cho thần y Đông Trạch nhờ dưỡng nuôi và chữa trị. Hả? Thần y Đông Trạch đưa con gái mù ở Tuyết Sơn? Phu nhân, phu nhân, bà có biết bà nhúng tay vào tội ác, xin chút nữa tôi đã trở thành loạn luân, xin chút nữa tôi đã thành một loài dã thú. Phu nhân, trong lúc tôi mất một cánh tay, 10 mấy năm dài tôi lẩn trốn nơi cùng cốc thâm sơn, thì bà đã không giữ tròn một lời hứa. Bà là con đàn bà lòng lang dạ thú, tôi phải giết bà. Phu nhân, phu nhân, ai ám toán bà? Ai? Dương Thiết Thạch gã cục tay. Gia đình, đóng cửa gia trang, lục soát khắp mọi nơi. Hắn đi rồi, rừng lạc thỏ, thần y Đông Trạch. Phu nhân, phu nhân, thần y Đông Trạch gã cột tay, vậy chính ra là hắn, hắn chính hắn. Hận thù soi thì hận thù soi, thấy khắp nơi thì mang phải về. Hận thù soi như sông bê dân tràn tuôn bờ, căm hận cùng dân cao ngút xanh ngang đầu non. Tháng năm thần tu thêm vàng nung nâu, chờ ngày xóa tan đi hận thù, chờ ngày xóa tan đi hận thù. Ai đó? Tôi. À, thần y, tôi đang nóng lòng chờ đợi tiên sinh đây. Thế nào, hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chưa? Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được, vì chi là nửa tháng. À, thấm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm già tháng vắng, quy hồ nên nhìn thấy cuộc đời là tôi vui sướng lắm rồi. Nhân huynh cứ yên chí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả. Không, không phải hy sinh đâu, đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó hả? Không, buổi chiều tôi mới thay thuốc. Tôi vào đây cho nhân huynh hay, tôi phải đi trị bệnh ngoài xóm xa, có lẽ chiều tối tôi mới về tới. Tiện đây tôi cũng đem vào một phần lương khô cho nhân huynh đỡ dạ. Còn công tử đâu? Bình Thiếu Quân con tôi đó hả? Dạ. Nó đã bỏ nhà đi 2 bữa nay rồi. Ủa, có ấy buồn chuyện gì? À, hay là tại núi rừng này hiu quỳnh lắm chăng? Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh, vì không còn nghe giọng hát của Thiếu Quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng, sương mỏng thoáng cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa, không còn nghe dìu dặt tiếng tơ reo. Ru trăng rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo. Chập chờn bóng mua theo, chốn lâm sơn xuân vẫn mỹ miều. Trong một mái tranh nghèo, nay nó đã treo đàn để tờ vàng nhện văn. Hay sông hồ đã lên tiếng, treo gọi tối xuân thời, nên cầu chán rừng này dân thân vào cõi xa. Tất cả cũng tạm.
tại tôi ngày kia Lâm Bảo Bình, tôi kêu nó lại mà tối trăng. Bảo Xuyên Lan không phải là em ruột, nó mới sanh động tà tâm. À, trời đất thì khỏi nói rồi. Bây giờ không phải là lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu như huynh nể tình, có chiều ý của Xuyên Lan được chắc. Tiên sinh vẫn không hề cho lĩnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi chứ. Ồ, đời nào tôi lại làm trái lời căn dặn của nhân huynh. Được rồi, tiên sinh cứ gọi lĩnh nữ vào đấy, tôi sẵn sàng hầu chuyện. Đa tạ nhân huynh. Xuyên Lan, ra chào ân nhân đi con. Thưa ân nhân. Tiểu thơ đó à? Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là... Tiểu thơ muốn nói là tiểu thơ đã từng nghe giọng nói này chứ gì. Vâng. Đâu, tiểu thơ thử cố lục lại trí nhớ xem giọng nói này của tôi phát xuất từ cửa miệng của một người hiền hay dữ. Giọng nói này của một người rất là hiền. Không. Vậy thì rất là dữ. Không, không phải vậy đâu. Không bao giờ là như vậy cả. Người còn giống người thì làm sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác. Đa tạ tiểu thơ. Kìa, sao ân nhân lại đa tạ tiện nữ? Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi, há chẳng là đáng quý lắm sao? Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây quý gấp mấy lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm. Hả? Tiểu thơ vẫn còn đứng đó. Dạ. Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó, phải chăng? Dạ. Vậy chứ thần y Đông Trạch là... Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn cứ tưởng đâu mình sanh trưởng tại núi rừng này, thật ra tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã mất. Tiểu thơ, thế ra tôi đã vô tình khiêu gợi lại một nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn vùi tận chốn lâm sơn, vì tôi tưởng đâu chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà quay quanh, xin cho tiện nở được rõ đuôi đầu, bởi duyên cớ nào người thương tưởng tâm thân tàn tật, tìm đến nơi hoang tịch dâng cho nghi đôi mắt ngọc vàng. Tiểu thơ đừng tìm hiểu sự hy sinh, cũng như một cành mai đến độ trổ bông, đừng ai quá bận lòng. Hỏi sao trên cành không còn lá điểm, đó là tâm sự của bồng mày khi chúng muốn chào đời. Thưa ân nhân, đã đành là sự hy sinh có ý nghĩa riêng của nó. Mà khi giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao. Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám phiền người thêm nữa. Nhưng mai này khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cỏ, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sâu,
Dạ, những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu, nhà ai thao thức lập lòe đèn dưới lồng. Nghĩa là khi tiện nữ đã bước vào cuộc đời tràn ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận. Biết lấy ai bầu bạn để quên buồn. Rồi đây trong những cơn chốt bể mưa nguồn, khi tắt đèn tối lửa, biết lấy ai mà sang sẻ nỗi niềm hiu quạnh cô đơn. Mai kia một nọ, biết ân nhân có còn ở Lạc Thọ Lâm hay phải về nơi xứ lạ. Biết tiện nữ có nghi còn gặp gỡ để tiện bề đáp ý tạ ơn gì. Tiểu thơ, Quy Hồ biết được tiểu thơ có hạnh phúc thì tôi đây cũng yên lòng sống để đợi ngài nhắm mắt. Hà tất gì phải nói đến nghĩa trọng ân sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng đã biết mình bắt đầu đang sống, định mạng nào xui cho ân nhân ban cho tiện nữ cả cuộc đời một đôi mắt ngọc vàng đâu sánh nổi. Tiện nữ lại là một người nghèo khổ, khi lập gia đình chưa chắc gì dư giả hơn ai. Ân nhân, nếu ân nhân cho phép thì sau này tiện nữ sẽ chọn một đứa con trai theo dòng họ của người và bảo với nó rằng đôi mắt của nghi mẹ hiện thời là nghi của ông nội con cho. Tiểu thơ, tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao? Dạ. Cháu nội của tôi? Không, cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi. Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi. Đồng tiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công. Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt mình cho tiện nữ thì chẳng khác chi là một đứng sanh thành. Xuyên Lan, con của ta. Như vậy đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta cũng có quyền mà nói xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nhưng mà nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Con thì có một mà thôi, mà cháu tôi cá bầy. Cháu tôi đứa nào cũng dễ dạy, tụi nó có hai ông ngoại. Chúng nói ông ngoại này quét mắt ông ngoại kia để cho má của tôi thấy đường. Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng mừng rỡ. Mấy ân nghĩa cho bằng những lời con nói đó. Xuyên Lan, con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rơi. Xuyên Lan, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi,
Vậy mà từ lúc chào đời, tiện nữ không bao giờ được thấy. Con gái của cha, con sẽ hưởng được những gì của người khác được hưởng ở trần gian. Nào những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thâm. Thưa ân nhân, sau khi lành bệnh, người sẽ về cư ngụ ở nơi nào? Để ngài làm lễ du quy, tiện nữ sẽ đích thân mời đón. Ôi, ngày cưới của con vô cùng bận rộn. Cha chỉ cần nghe tin là pháo nổ ở trong lòng. Nghĩ đến ngày con lên xe hoa để theo chồng là cha thấy chúng quanh toàn là hoa nở. Đêm nay cha sẽ ngã mình trên giường cỏ, mộng thấy toàn là gấm nhung. Thiếu quân ơi, Si Lan ơi. Em nè, tôi quên. Lão Bá đâu rồi, còn Thiếu quân đâu? Cha em đi xuống ngoài chữa bệnh, còn anh Thiếu quân, anh đi chợ rồi. Mắt em sao băng kính vậy nè? Lệ Tô Huynh, chiều nay cha em sẽ mở băng mắt cho em. Em sẽ nhìn rõ mặt mũi dốc dáng của Tô Huynh rồi. Phép màu nào chữa được bệnh cho em vậy? Cha em là thần y mà. Có người đã tặng cho em đôi mắt. Ai vậy? Ân nhân ơi, ta vẫn ngồi đây. Đó, Tô Huynh, đó là một bậc đại ân nhân của em. Ngày kia, nhân đi qua đây, người thấy em bệnh tật, rồi người bảo rằng người vui lòng tặng cặp mắt cho em. Vì trong đời ta không còn vợ con quyên thuộc nào cả. Tôi xin nghiêng mình trước nghĩa cử của Tôn Huynh. Ủa, Thi Đằng, gã cục tay. Hả, Tôn Huynh? Tô Trang Sĩ, đừng. Té ra, Thi Đằng là phải rồi. Đúng rồi mà, giọng nói này là của tướng cướp Thi Đằng. Tôn Huynh ơi. Xuyên Lan, con đừng hoảng hốt. Không, tôi không phải là con ông. Thi Đằng, ông còn nhớ có lần ông đòi cưới tôi không? Con không bằng lòng ông xưng là cha của tôi. Cha tôi là một vị lương y chứ không phải là một tên cướp. Tôi xé băng mắt, tôi trả mắt cho ông đây nè. Đừng, con. Có kìa, Xuyên Lan. Tô Huynh ơi, Tô Huynh đâu? Anh đây nè. Em thấy Tô Huynh rồi. Ủa, lá cây màu xanh. Màu xanh gì đây hả Tô Huynh? Phải. Còn mây trên trời thì màu trắng. Đẹp quá Tô Huynh ơi. Tô Huynh đợn cho em ca đi. Vui quá Tô Huynh ơi. Kìa trời xanh, mây trắng, hoa hương. Kìa bướm bay trong vườn. Kìa đàn chim hót ca líu lo. Nhảy nhót chuyền trên cành. Đời đẹp thay như hoa vừa mới hay. Và người anh em thầm yêu vừa nhìn thấy đã nghe thương quá thương. Đời đáng yêu hơn bao giờ. Ngắt đoá hồng gửi anh với môi tình ban đầu. Ngắt đoá hồng gửi anh với môi tình ban Con tôi ca hay quá. Ông là Thi Đằng. Phải, cha đây. Không, ông đừng bước tới nữa. Tôi không bước tới nữa đâu. Tôi đã đứng lại đây rồi. Khoảng trong này thật chẳng mấy xa xôi, mà thăm thẳm như trường thành giảng ly. Ôi, đường mật nào ước trong lời xua đuổi ấy, mà suốt đời tôi ao ước được nghe. Tô Trang Sĩ, đây là tấc lòng của kẻ sắp ra đi, nên trân trọng có đôi lời gửi gắm. Nếu người với Xuyên Lan quả có tình sâu nghĩa nặng,
thì tôi mong mỏi núi kia không phai màu, ước hẹn mỗi tuần trăng trăng vẫn thắm hương. Đằng, trong chuyện này đây chắc còn có ẩn tình gì? Có ai hiểu được niềm vui của mạch suối ngầm chảy dưới đất sâu? Cũng như giữa chúng ta có thể mang một niềm tâm sự mà không nói nên lời. Đó là thứ ngọc cô đơn mình phải cưu mang cho trọn kiếp một con người. Đã là tâm sự thì ta không dám vô lễ mà tò mò thêm nữa. Giả lại đối với Xuyên Lan, người còn là một đại ân nhân. Không, không phải ta thi ân mà đó là bổn phận của một người. Đôi đứa con người bất hạnh, tuy mới hai lần gặp gỡ mà ta cảm thấy thương mến Xuyên Lan như đứa con ruột thịt. Nếu ta phải hy sinh đời mình cho nó được niềm vui trong cuộc sống thì ta vẫn vui lòng. Đó là thứ tình cảm riêng tư không ai biết được nguyên do, cũng như có ai hiểu được vì sao loài mai rụng lá trơ cành mỗi một lần tết nổ đun hoa. Còn gã cục tay giết Lý phu nhân là... Là ta à, là kẻ biết cầm gươm mà ngươi lại giết một người đàn bà không đủ sức tự vệ. Ta giết người đàn bà tổ lỗi mà không bao giờ sám hối. Nếu ngươi muốn rửa hận Lý Gia Trang, hãy tuốt gươm ra để thanh toán cho Thi Đằng thì ta phải giết mi. Đừng, Tô Quynh. Tiểu thơ đừng cạn, Tô trang sĩ có lý. Mọi người trong chúng ta đều tôn trọng sự công bằng theo tầm hiểu biết của mình. Ồ kìa, Tô Anh Hùng đã tới đây rồi à? À, gã Đông Trạch đâu rồi? Đông Trạch, hãy ra đây. Thưa Lý trang chủ, Đông Trạch tiên sinh sẽ là nhạc phụ của tôi. Xin người hãy nhẹ lời. Để tôi nói lại cho Tô Anh Hùng hiểu rõ đầu đuôi. Đông Trạch vốn là chồng trước của Tiện Nội. Rồi từ khi Tiện Nội về ở với tôi, Đông Trạch là mang một mối thù dai dẳng. Rồi tới bây giờ, hắn là mướn tin Dương Thiết Thạch nào đó đến ám sát Tiện Nội. Ngài yêu quý của đàn bà tội lỗi đó quá hả? Ngươi là ai? Ồ, Thi Đà! Phải, và chính ta đã giết vợ ngươi đây. Đồ con kiếp, vợ chồng ta thi ân bố đức khắp nơi xa gần đều biết tiếng. Vợ ta có tội gì mà nhà ngươi giết? Tội yêu chồng và giết chồng, tội yêu chồng bộ âm mưu giết chồng mới, tội không giữ chữ tín với thủ hạ. Vì ngày xưa khi còn là tên Cường Sơn đạo tặc, chính mi đã cướp vợ thần y ở chợ Hàng Châu. Khi về với ngươi, nàng vẫn mang lòng thù hận, nên bà mới bỏ tiền ra nhờ ta lén giết ngươi. Ngươi lý sự dài dòng, ta nghe nó càng rắc rối hơn. Thuở thanh xuân ta là chúa Nga Tại Hoàng Thạch Tương, quân sĩ của triều đình lắm phen còn nếm mùi thất bại. Còn nói gì đến sức ngươi hầm mà ám hại được ta? Vì ta không giết được ngươi nên ngươi mới còn sống tới bây giờ. Ngươi còn nhớ chuyện gì xảy ra bên dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã? Hả? Dòng suối dưới chân đồi Bạch Mã? Ngươi cưỡng bức người đàn bà, mà người đàn bà ngồi giặt bên bờ suối. Giết người đàn bà? Ta nhớ ra rồi, ta nhớ rồi. Nàng cắn lưỡi tự vẫn sau khi đã cào nát chiếc áo ngoài của ta. Ta mới lột chiếc áo của ta đắp trên thi thể của nàng.
À, lúc ấy mi lúc đó ta núp dưới cái hố sâu, cách căn tròi của gã thợ săn không đầy nửa dặm, và ta xông ra và ta đã chém mi đứt một cánh tay và ta bỏ đi. Do đó ta mới tha chết cho ngươi dưới chân thác từ quý dạo nọ. Lý trang chủ, người có nhớ chuyện đó xảy ra vào ngày nào không? Hôm ấy nhằm ngày Đinh Hợi, tiết lập đông, kiến quý tỵ năm Bính Dần. Ủa, sao Tô Anh Hùng nhớ rõ vậy? Vì người đàn bà bị ngươi cưỡng bức là vợ ta. Cường nhân, ta lặn lội tìm ngươi ngót 20 năm rồi, giờ mới gặp, ngươi phải chết. Yes! Tô Trang Sĩ, Tô Trang Sĩ đã giết chết Lý Bình Thanh rồi à? Phải. Không ngờ kẻ thù mà ta tìm kiếm ngót 20 năm nay lại là trang chủ Lý Bình Thanh, một người nổi tiếng là nhân từ đức độ. Khi nãy biết tôi giết Lý phu nhân, Trang Sĩ đã tuốt gươm đòi giết tôi để trả thù cho Lý Gia Trang, mà không cần biết gì sao tôi hành động như vậy. Rồi bây giờ vì tư cừu mà Trang Sĩ là dễ dàng giết chết Lý Bình Thanh. À, thì ra trước một việc bàn quan, người ta rất dễ làm một kẻ anh hùng. Lý Bình Thanh giết vợ ta, thù hận không lúc nào nguôi trong tâm trí. Còn Lý phu nhân là một người đàn bà vô tội, đã mang tiếng anh hùng sao lại giết người sức yếu mạnh mày mà còn không tất sắc trong tay. Thì ra những kẻ không đụng chạm gì đến quyền lợi của ta mà Tô Trang Sĩ cho là vô tội cả hay sao? Vậy chớ Lý phu nhân tội gì, người cứ nói thử ta xem. Tội đã bỏ con, còn thất tính bất nhân cùng thủ hạ. Trang Sĩ đã mang mối thù gót mười mấy năm nay, thì cũng bấy nhiêu năm ta mang một nỗi buồn rầy rứt không nguôi. Phụ nhân bảo bọc vợ con ta lại để cho vợ ta tuyệt mạng, đưa con 3 tháng thì đem bỏ nơi rừng nuôi quan tịch xa vời. Một gia đình tan tác đều do sự thất tình của phu nhân. Em gian lại Tô huynh thì đằng giờ đây đã đuôi mù tàn tật, người chọn thêm một hy sinh làm niềm mà vui sao cuối của cuộc đời. Giảng tả tấm lòng của tiểu thơ Tô Trang Sĩ, bây giờ Tô Trang Sĩ còn muốn thay mặt Lý Trang Chủ để mà trừng trị tội lỗi của tôi chăng? Tôi thấy là không cần thiết nữa. À, Tô Trang Sĩ đã tra gươm vào vỏ. Ôi, hân hạnh thay cho kẻ bạc phước này. Chiều nay khi Đông Tiên Sinh trở lại, phiền Trang Sĩ và tiểu thơ nói dùm, tôi gửi lời cáo biệt thần y. Xuyên Lan, ông cứ yên lòng ra đi, tôi sẽ thưa lại với phụ thân tôi. Đa tạ tiểu thơ, tôi đi. Ông đi đâu ông? Khi đôi mắt đã mù lòa không còn ánh sáng, ai đưa ông đi hả ông? Rồi ông sống làm sao? Phải, đôi mắt tôi không còn ánh sáng, nhưng nguồn vui hạnh phúc nhất đời tôi lấy bắt đầu bùng lóe lên vô vàn ánh sáng. Còn tôi về đâu? Thưa tiểu thơ, đời già nua như nắng chiều xê, mà kịp sông phù du thì đâu nuôi tiếc chi. Sông hay thác ai cũng như nhau đều quán yêu trên
đời là sống cho trọn tình. Ôi chuyện thế gian ngàn đời là bể khổ sầu, muôn đời nào nguôi nước mắt rơi rơi. Mai mốt xa cách núi sông ngàn hai lối, hãy tin tôi đây đang cầu xin, cầu xin đời ai mãi tươi như đoá hoa.